Xin chào quý vị và các bạn. Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc Toyota Vios số sàn bản E tư nhân, một chủ từ đầu không taxi dịch vụ. Đây là chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2017, số sàn không taxi dịch vụ, một chủ từ đầu. Hiện nay đang được bán tại Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá 415 triệu đồng. 415 triệu là giá của chiếc Toyota Vios số sàn sản xuất năm 2017 như quý vị nhìn thấy đây. Và chiếc xe này thì mình cũng nói thêm, đó là xe tư nhân, không taxi dịch vụ, một chủ từ đầu, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Chiếc xe này hiện nay đang được bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương với giá 415 triệu đồng. Form dáng của Vios thì chắc là các bạn cũng quá hiểu rồi, quá thừa biết về Toyota Vios rồi. Thì một chiếc xe mà gọi là chỉ một chiếc xe nồi đồng cối đá, một chiếc Toyota xe thần thánh, được luôn luôn được ưa chuộng, nhất là đối với người Việt Nam cực kỳ ưa chuộng chiếc xe Toyota Vios. Xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Và bây giờ quý vị hãy cùng với mình xem là chiếc xe này như thế nào. Xe thì được trang bị gương kính chỉnh điện, cục điện, hai túi khí, một túi khí trên vô lăng và một túi khí ở trên ghế đằng trước, ghế phụ. Ghế da màu kem, táp ly màu kem, trần nỉ màu kem. Và táp lô màu đen. Chiếc xe này thì số sàn động cơ 1.5 bản E, không taxi dịch vụ, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu như quý vị nhìn thấy đây. Xe hiện nay có giá là 415 triệu. Xem xe, thương lượng trực tiếp tại chợ ô tô số 1 Hải Dương, liên hệ trực tiếp Dung Audi, số điện thoại 0855 966 966. Và bây giờ chúng ta hãy đi về kiểm tra chất lượng của chiếc xe. Để kiểm tra một chất lượng một chiếc xe thì cái điều đầu tiên chúng ta kiểm tra đó là keo chỉ, xem là xe đã bị va chạm đông đụng chưa. Thì chúng ta kiểm tra keo chỉ đây ạ, đây là chỉ của cánh bên phụ. Đây ạ, tai. Đây là chỉ của cánh sau bên phụ. Đây là phần chỉ của cánh đằng sau bên lái. Đây, keo chỉ còn nguyên. Đây là phần bản lề, phần tai đây. Và đây là cánh bên lái, chỉ của cánh lái đây. Phần tai, bản lề của cửa. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần khoang động cơ với như phần đầu của chiếc xe. Đây là phần khoang động cơ và phần đầu của chiếc xe thì quý vị có thể nhìn thấy. Đây là đinh tán của giảm sóc này còn nguyên này. Phần đinh tán của má tai vẫn còn nguyên này. Đây, tất cả đây còn nguyên xi hết. Nguyên vết bụi của thời gian. Các bạn nhìn thấy đây. Nguyên vết bụi thời gian, đầu rằng nguyên xi. Về phần cabo, ốc cabo chưa mở. Phần chỉ cabo đây. Chỉ của cabo đây các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên zin chưa mở. Thế còn về phần động cơ thì quý vị nhìn thấy động cơ là máy số sạch sẽ khô ráo. Máy số sạch sẽ khô ráo. Thứ hai nữa là máy zin chưa mở. Các bạn nhìn thấy tất cả các con ốc đều là ốc xịn và chưa mở. Đây, tất cả các con ốc các bạn nhìn còn nguyên zin chưa mở.
Chiếc xe này thì hiện nay đang được bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, với giá tiền 415 triệu đồng. Xin mời quý vị về xem xe, kiểm tra xe, test xe, chạy thử xe trực tiếp tại cửa hàng. Một chiếc xe Toyota Vios bản E số sàn, không taxi dịch vụ, keo chỉ zin, máy số zin từng con ốc, không taxi dịch vụ tư nhân chính chủ, một chủng từ đầu. Và hiện nay đang được bán tại cửa hàng với giá 415 triệu đồng. Quý vị về xem xe và liên hệ trực tiếp với Dung Audi để được cái giá tốt nhất. Và quý vị cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh để cập nhật thường xuyên nhất những chiếc xe vừa về, những video chi tiết của mỗi chiếc xe và những buổi live stream báo giá, tương tác, trò chuyện trực tiếp cùng với quý vị và các bạn trên kênh YouTube Dung Audi Ô Tô Cũ. Và quý vị cần tư vấn thêm, xin vui lòng alo hoặc nhắn tin tên xe vào Zalo 0855 966 966. Dung Audi xin hân hạnh được tư vấn cho quý vị cụ thể. Dung Audi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành, ủng hộ Dung Audi trong suốt những năm tháng vừa qua. Một lần nữa Dung Audi xin trân trọng cảm ơn và kính chào quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Thân ái, kính chào và hẹn gặp lại. Dung Audi trân trọng kính chào quý khách.